Vâng, kính thưa quý vị thân mến, Phong đang có mặt ở nhà vườn anh Cao Tuân, chuyên sản xuất cung cấp các loại cây cảnh, cây hoa, cây công trình ở Phụ Công, Hưng Yên quý vị ạ. Phong đi qua thì rất là ấn tượng với những cây bonsai khế của anh, quả chữ cành mà gốc cực kỳ quái. Phong xin phép anh được vào chiêm ngưỡng một số những tác phẩm của anh. Đây ngay lối trước cửa đây là những cái cây khế bonsai dáng rất là quái quý vị ạ, cái bộ rễ dáng rất là quái. Đây quý vị có thể thấy cực kỳ là quái luôn. Quả cây bé xíu nhưng mà quả chữ cành quý vị ạ. Rất rất đẹp, rất ấn tượng. Rồng trên là cái chậu của nhựa. Rất là hay. Bây giờ Phong sẽ vào trong để đến hình ảnh những cây khế bonsai nha quý vị nha. Rất rất nhiều. Này thời tiết rất là đẹp. Những cây khế bonsai được tạo rất là công phu tỉ mỉ. Rồi quý vị có thể thấy một cây khế cực kỳ quả rất là khủng nhiều. Cây này rất là sai. Rất rất nhiều quý vị. Rất là đẹp, cực kỳ là đẹp, choáng ngợp. Bây giờ có những cây bonsai nhỏ, tầm nhỏ mà quả gốc già mà quái này rất là dễ chơi, nhà nào cũng có thể chơi được, diện tích nhỏ hoàn toàn có thể chơi được hết. Làm những cây bonsai dễ chơi nhỉ anh nhỉ? Diện tích nhỏ mà vận chuyển cũng dễ. Em thấy rất là hợp lý, nhiều năm trở lại đây thì những cây bonsai nhỏ, tầm nhỏ lại lên ngôi anh ạ. Nó đẹp từ gốc, người ta làm từ bé anh. Tạo từ bé thì nó sẽ đẹp từ gốc lên ngọn tổng thể. Không như những cây to khâu vận chuyển rất là vất vả, cũng như là chăm sóc rồi chắc chắn là những cái hình thức nó sẽ không được đẹp bằng cây nhỏ rồi. Bởi vì cây to làm nó khó làm hơn rất là nhiều. Cây nhỏ được tạo ngay từ bé nên là trau chuốt đến từng chi tiết, ngay từ cái bệ rồi phần thân, phần bông tay tán rồi quả hoa lộc rất là đẹp. Đây, cực kỳ nhiều những cái tác phẩm bonsai củ khế quả từ gốc lên ngọn như vậy ạ. Một vài gốc. Đây. Cây này anh có báo giá là chỉ có 2 triệu quý vị ạ. Rất là hợp lý. Còn những cái cây ở trong cái chậu tí xíu nữa Phong sẽ lại chia sẻ tiếp. Cây này là cũng mình trồng được mấy năm rồi anh? Anh trồng mấy năm cơ? Wow, 7 năm rồi. Đấy quý vị thấy là rất là công phu tỉ mỉ, thời gian rất là nhiều, 7 năm mới cho ra cái tác phẩm thế này. Không hề đơn giản để được có cái tác phẩm như này. Mất 7 năm công sức chăm sóc. Rất nhiều mồ hôi nước mắt. Rồi, tiếp theo một cây. Rất là đẹp, tán. Quả xanh lá cực kỳ để ý. Phong rất là ấn tượng với dòng trong chậu nhưng mà cái lá của nó rất là ok. Hoa, quả, chĩu cành luôn. Hết lứa nọ lứa kia.
rất là đẹp, rất là xài. Hôm nay Phong đi đi xe máy, hôm thì cũng mua một cây để về chơi. Đây Phong rất ấn tượng với cây này. Cây này cái khế cực kỳ quái quý vị ạ. Anh ơi, cây này giá bao nhiêu anh ơi? Cảm ơn chia. Dạ. 150 triệu. Dạ, và rất đẹp. Đây quý vị, đây là một tác phẩm 150 triệu quý vị ạ. Cây này có cái bộ rễ thì khỏi phải nói rồi. Rất là gầm gừ và quái nữa. Cực đẹp luôn. Già. Già nhưng mà lại không tì vết quý ạ, không có một vết xước nào, không thể thấy, vô cùng nhẵn nhụi. Anh rất là cẩn thận, trau chuốt nên là không có cái tác động gì để ảnh hưởng đến cái cây này. Cắt giật này rất là lâu để phải có được những cái phát cái cây này. Cây này tuổi đời của nó phải lên tới mấy chục năm rồi. Quả từ gốc đến ngọn, ngay từ những cành tay chi cũng vậy. Đấy, quá trời quả quý vị ạ. Tác phẩm khế cực kỳ độc đáo. Một tác phẩm ghế này làm cả đời với được một cây này mà chơi đấy quý vị. Mà lại phải chọn lọc để có những cây đẹp thế này, không hề đơn giản. Cây khế thì có khi làm cả đời với được cây này đấy anh nhỉ? Bởi vì em thấy già lắm rồi, cây này phải đến đến 30-40 năm rồi anh. Anh không biết tuổi thật nó bao nhiêu nhưng anh về tay anh thì đã gần 20 năm rồi. Và bộ rễ rất là quái luôn. Ngay cả cái rễ cũng có những cái điểm nhấn bằng những cái vấu đấy. Vô cùng choáng ngợp với những cái tác phẩm, với tác phẩm cẩm khế này rất là độc đáo. Rất là ấn tượng với cây khế này. Đấy, mọi góc cạnh nhìn quả quá trời luôn. Quay vào cái thời điểm quả rất rất đẹp. Một cái khế cực kỳ hiếm có quý vị ạ. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Phong gửi đến hình ảnh video cũng dài, rất rất nhiều nữa Phong muốn quay đấy, nhưng mà video dài quá thì quý vị xem quý vị không có thời gian, nên là Phong sẽ chia làm nhiều video để gửi đến quý vị. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Phong gửi đến một cây khế cực kỳ chất lượng với giá 150 triệu và rất rất nhiều những tác phẩm bonsai khế khác nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ Phong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.